đó là rất là đó là một sự giống như là chúng ta đang bị um, nhìn nhận không đúng về cái giá trị dữ liệu mình đang có chúng ta đo nó theo số lượng dữ liệu nhưng không đo theo giá trị dữ liệu nếu mà làm trải nghiệm khách hàng thì phải đặt câu hỏi như này này bây giờ mình không gửi voucher cho họ nữa mình không gửi giảm giá cho họ nữa mình không gửi khuyến mại cho họ nữa thì họ có quay trở lại không ừ. nếu câu trả lời là không thì có nghĩa là bạn chưa từng làm trải nghiệm khách hàng nghe mọi việc có vẻ như là nó hiển nhiên là phải Điều hiểu chuyện đo lường như tại sao họ lại không làm tức là do cái, ừ, cái từ đầu nghĩ cái là đúng hay đúng không <laughs> Xin chào mừng các bạn đến với chuỗi nội dung series Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Việt Success. Và chúng tôi tiếp tục chuỗi nội dung liên quan đến nền tảng dữ liệu khách hàng Customer Data Platform CDP. Đây là chuỗi nội dung mà chúng tôi đã thực hiện được 3 tập liên quan đến các chủ đề của CDP và ngày hôm nay sẽ là một sự liên quan đến một khái niệm mà tôi nghĩ rằng các chủ doanh nghiệp sẽ luôn quan tâm và đây là một điều cực kỳ quan trọng trong cái um, hành trình kinh doanh đó chính là trải nghiệm khách hàng, customer experience. Vậy thì cái mối liên hệ như thế nào giữa CDP và trải nghiệm khách hàng thì uh, rất vinh dự được mời đến trường quay ngày hôm nay. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Dương là nhà sáng lập của Sam Partners, là một công ty tư vấn trải nghiệm khách hàng. Anh Dương cũng là người đầu tiên của Việt Nam và là người thứ sáu trong khu vực ASEAN đạt được chứng nhận trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp quốc tế CCXP được cấp bởi CXPA, Hiệp hội trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp toàn cầu. Cảm ơn Dương. Và một nhân vật quen thuộc đó là tiến sĩ Đinh Lê Đạt, đồng sáng lập Ansumi, công ty Matic cung cấp giải pháp CDP 365 tại Đông Nam Á và đồng thời là đồng sáng lập Hiệp hội Customer Data Platform Institute tại Đông Nam Á. Xin chào anh Đạt. Xin chào các quý vị. Xin chào anh. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề Customer Experience, trải nghiệm khách hàng thì chắc là một người không xa lạ khi nhắc đến cái chủ đề này là anh Dương. Cảm ơn Dương rất nhiều. Thì chắc có lẽ một cái câu đầu tiên để mình có một cái nhìn chung. Ở đây thì cái từ trải nghiệm khách hàng là một cái từ mà phải nói là rất là dễ được nhắc đến. Kinh doanh lúc nào cũng nhắc đến từ này đúng không ạ trải nghiệm khách hàng nhưng để thực thi nó để tạo ra một cái trải nghiệm khách hàng một cách thực sự là chuẩn chỉnh và thực hiện nó mang đến trải nghiệm khách hàng tốt như thế nào thì không phải doanh nghiệp nào cũng làm được rất dễ nói nhưng rất khó làm thì ở góc độ của anh dương là người tư vấn rất nhiều chủ doanh nghiệp thì đầu tiên cách hiểu của anh dương về trải nghiệm khách hàng là như thế nào và đâu là những sai lầm mà thường các chủ doanh nghiệp thường mắc phải À, cảm ơn quốc khánh cái quan sát của quốc khánh rất là chính xác à, đầu tiên thì phải phải hiểu rằng là trải nghiệm khách hàng ấy là cái cái cảm nhận cái đánh giá của khách hàng mà thông qua các cái giao tiếp của khách hàng với lại tổ chức với lại tổ chức thì có thể là giao tiếp với lại con người giao tiếp với lại hệ thống giao tiếp với quy trình giao tiếp với sản phẩm của mình thì thông qua tất cả cái giao tiếp đấy thì họ cảm nhận được điều gì họ đánh giá như thế nào thì đấy gọi là trải nghiệm khách hàng. Thế còn ở cái mà rất là nhiều doanh nghiệp đang còn mắc sai lầm ấy, thì vì bản chất là chưa thực sự hiểu chính xác cái trải nghiệm khách hàng. Họ đang nhầm lẫn giữa trải nghiệm khách hàng với lại dịch vụ khách hàng hay là chăm sóc khách hàng mà bản thân đấy chỉ là một chức năng thôi. Còn trải nghiệm khách hàng thì nó liên quan giống như là tôi mô tả nó kéo dài tất cả các cái điểm chạm cho nên nó không loại trừ một bộ phận nào trong trong doanh nghiệp cả. Cho nên nó dẫn đến cái sai lầm đầu tiên là uh, người ta lại nghĩ rằng là cái việc đấy có thể được thực hiện bởi một chức năng và CEO thì không vào cuộc và giao cho một bộ phận chức năng nào đó. Nên cách làm đúng thì là phải là cả tổ chức đồng thuận với nhau để làm. Cái đấy là cái sai thứ nhất. Cái thứ hai thì là uh, liên quan đến việc là uh, họ không biết sử dụng dữ liệu. Dữ liệu thì để cả đống này, thực ra là uh, dữ liệu thì có nhiều nhưng mà để cả đống này thì không gọi là hiểu khách hàng mà thực sự là dữ liệu phải xếp sắp nó theo cái hành trình khách hàng khi giờ xếp sắp theo hành trình khách hàng rồi ấy, thì mình sẽ bố trí quy trình con người của mình phù hợp để mà làm cái việc đó thì các tổ chức lại chưa làm được việc đó thế là ví dụ cdp cũng có thể là một cái giải pháp để mà giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán đó cái sai lầm tiếp theo là sai lầm liên quan đến uh, không có một người gọi là tức là về nhân sự là không có một người đứng ra và đủ ảnh hưởng để mà dẫn dắt cái công tác trải nghiệm khách hàng trong toàn tổ chức thì thì cái đấy cũng sẽ là thất bại. Và cái sai lầm tiếp theo nữa là liên quan đến việc là đo lường trải nghiệm khách hàng. Thì có dành rất nhiều doanh nghiệp là chưa đo lường, nhưng mà doanh nghiệp đo lường thì cũng làm sai là họ hay để ý nhiều đến cái con số nhiều hơn. Nhưng cái đo lường thì cái quan trọng nhất ấy là phải giúp cho nhân viên của mình hiểu được là cái yếu tố nào là quan trọng nhất với sự trung thành với sự quay lại của khách hàng để mà từ đấy cải thiện cái ô tô đấy hay nói khác là để chỉ cho đội ngũ của mình hiểu là phải làm gì hành vi như nào làm chính sách như nào thì nó tác động đến cái sự trung thành cái sự hài lòng cái sự quay lại của khách hàng thì việc đo lường của các doanh nghiệp việt nam rất nhiều lại chủ yếu để đi đến điểm số và dùng điểm số đấy để thưởng phạt nhân viên với tư cách là mục tiêu cao nhất cho nên nó dẫn đến là đổ bể về cái việc là đến mục đích thực sự là mang lại sự hài lòng cho khách hàng nếu mà tôi liệt kê ra thì chắc là mất rất là nhiều thời gian nên tôi tạm thời một số cái sai lầm phổ biến này Cảm ơn anh Dương rất nhiều. đúng rồi để để đo lường thì phải hiểu được khách hàng đang đang cảm nhận như thế nào và data dữ liệu sẽ là một cái phần rất là quan trọng nắm được dữ liệu nắm được cái việc khách hàng đang cảm thấy như thế nào và họ có cái hành vi gì thì ở đây khi mà ứng dụng CDP ứng dụng nền tảng dữ liệu khách hàng thì theo anh đạt nó sẽ góp phần như thế nào để doanh nghiệp có thể hạn chế bớt cái sai lầm những cái sai lầm này trong những sai lầm mà anh dương vừa nói đó thì cái cái việc ứng dụng data nền tảng dữ liệu khách hàng nó sẽ giúp hạn chế được cái phần sai lầm nào um đầu tiên là không hiểu sao hôm nay là một cái buổi mà cũng không mới nhưng mà có một cái sự rất là bồi hồi có thể là tại hôm nay được ngồi một tượng đài để trải nghiệm khách hàng ừ. <laughs> như anh dương làm cho cái cái vế công nghệ và dữ liệu nó nó trở thành một cái gì đó nó vô cùng áp lực để mà có thể chia sẻ một cái inside nhưng cũng rất là cảm ơn cái gợi mở của quốc khánh và anh dương cho những cái vấn đề rất là tiêu biểu như anh dương có vừa chia sẻ thì đối với cái câu chuyện đầu tiên ấy, là customer data platform và customer experience mọi người có thể thấy nó đều bắt đầu từ một chữ rất quan trọng đó là customer và customer data platform là sinh ra để tập trung tối ưu thu thập phân tích và khai thác dữ liệu khách hàng không phải là dữ liệu doanh nghiệp nhé thế cho nên nó đã sinh ra với một sứ mệnh này là để giúp cho doanh nghiệp có thể gần như là làm chủ và khai thác tốt nhất với các thứ xung quanh khách hàng đấy là ý thứ nhất như vậy là là có thể thấy ngay một sự liên kết rồi thì đi vào cụ thể hơn ý thứ nhất mà anh dương có nói liên quan đến câu chuyện giao tiếp ấy nó không phải chỉ là một chăm sóc khách hàng nhưng nó còn liên quan đến cả cái sản phẩm liên quan cả đến những cái mang tính chất là bạn đang nói chuyện ra bên ngoài như thế nào và cái phản ứng của khách hàng như thế nào thì nếu mà nhìn lại thì đây nó nó chính là cái câu chuyện mà đạt có từng nói đó là omni nó là đa kênh đa điểm chạm có nghĩa là uh, bạn phải biết là hàng ngày uh, bao nhiêu khách hàng mở cái app của bạn ra và họ xem content gì và xem bao lâu có rất nhiều những tính năng đã được để trong cái app đó nhưng không thể không không phải ai cũng mở cái đấy ra đấy thì thì câu chuyện ở đây là uh, customer Data platform qua những cái tập mọi người đã thấy là ngoài cái việc chúng chúng tôi uh, giúp cho doanh nghiệp đo lường cái hiệu quả của cái việc cái thông điệp marketing truyền tải ra cho các cái khách hàng của mình ấy, thì đấy là một góc nhìn và một cái số liệu mà cần phải để quản trị để đạt được cái trải nghiệm tốt nghĩa là nếu người ta không đúng cái nội dung thì người ta không click vào cái thông điệp đấy hoặc người ta không engage mở email đấy thì để chúng ta để chúng ta điều chỉnh. Nhưng ngoài ra thì ngay sản phẩm cũng là một cái giao tiếp. Chúng ta rất hay bị rất hay vấp lỗi ở chỗ này. Có nghĩa là chúng ta đổ rất nhiều tiền cho marketing nhưng cái website này, cái app này, những cái thứ mà họ sẽ tương tác như sản phẩm của mình thì lại rất là kém. Nếu như mọi người thấy là câu chuyện của những sản phẩm như là Apple đấy chẳng hạn thì cái việc họ họ quan tâm rất nhiều về cái product đo lường đó và họ để những cái icon ở trên cái màn hình của trang chủ của cái iPhone ấy là đều có chủ đích cả. Đấy, thì đây tôi ý nói là đây là CDP như đã chia sẻ giúp bạn tracking tất cả những cái tương tác trên website, trên app, ngay cả trên những kênh mà anh vừa nói đó là tổng đài chăm sóc khách hàng, nó là email, claim của khách hàng, nó là hotline, tất cả những cái điểm chạm đó đều được CDP hợp nhất xung quanh một khách hàng để khi bất kỳ có một cái uh, sự vụ nào hoặc một cái lời khen hay một lời chê thì đều được có một cái phương thức xử lý ở đó, được chờ sẵn chứ không phải là khi nó phát sinh rồi mình mới mới hành động. cái đấy là rất quan trọng, sự chờ sẵn đấy là rất quan trọng. Rồi tiếp theo ở một cái ý thứ hai mà rất nhiều doanh nghiệp vấp phải đó là mời uh, các chuyên gia như uh, là uh, anh Dương về để mà gọi uh, là khám bệnh nhé. nhưng mà cái dữ liệu mọi người đang nghĩ là có nhiều về khách hàng ấy, nó bị không được kết nối theo một hành trình hay còn nói đơn giản là bây giờ một ông marketing lên đưa anh Dương ơi một năm em chi một triệu đô cho marketing em chạy từng này chiến dịch rồi một một bên chăm sóc hàng hôm nay một năm em có được một trăm cuộc gọi vào rồi một ông sale lên mà em có được một tỷ doanh thu nhưng mà ba cái dữ liệu này anh Dương cũng không làm gì được vì nó không được sắp xếp theo một hành trình tại sao một đồng doanh thu đấy được sinh ra từ một chiến dịch nào chiến dịch đấy là target đến ông khách hàng nào ông khách hàng đấy có gọi vào tổng đài chăm sóc khách hàng hay không hay chúng tôi hay còn gọi nó là câu chuyện là 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 uh, trải nghiệm sau dịch vụ đấy cái đấy rất là quan trọng thì thì cái, cái việc đấy nếu như đến cái lúc mà thầy Dương hay là anh Dương đến tư vấn ấy thì không có data đó và đó đã xảy ra trong quá khứ rồi chúng ta hoàn toàn không có cơ hội để nối lại luôn đó là rất là đó là một sự giống như là chúng ta đang bị uh, nhìn nhận không đúng về cái giá trị dữ liệu mình đang có chúng ta đo nó theo số lượng dữ liệu nhưng không đo theo giá trị dữ liệu đó thì đấy là một cái ý mà CDP được thiết kế để mà đo lường trên từng các hành trình đó lúc nãy là lắng nghe đúng không đo lường thì cái việc đấy nó sẽ giúp cho việc hợp nhất cái dữ liệu đó xung quanh một cái hành trình và đó chính là cái điều rất quan trọng để cho doanh nghiệp có thể bắt đầu hoạch định cải tiến cái trải nghiệm khách hàng trên toàn bộ hành trình khách hàng bởi vì như anh dương có nói nó không phải là một điểm mua hàng cuối cùng toàn bộ là nó làm toàn bộ hành trình toàn bộ hành trình đúng rồi. thế đấy là cái ý thứ hai liên quan đến câu chuyện hành trình Câu chuyện cuối cùng thì chúng ta chúng ta đã kinh điển rồi, chúng ta không thể bao giờ làm cái gì đó cải tiến được nếu chúng ta không đo lường được. Đấy là chắc chắn. Và tất cả những gì hôm nay tôi nghĩ chắc là anh Dương cũng sẽ tái confirm là dù là cái thứ mà chúng ta nói là trải nghiệm làm thứ rất cảm xúc nhưng nó hoàn toàn cũng phải dựa trên dữ liệu để mà đưa ra các cải tiến, chứ không phải là hôm nay chị ở phòng A chị cảm thấy khách hàng đang ok rồi đấy, rồi chị phòng B cảm thấy chưa hài lòng nó nó, nó là như vậy mà không phải. Thế thì câu chuyện đo lường ở đây như nói là với một sự linh hoạt với các định hình và các kênh dữ liệu có thể được cập nhật theo thời gian thực, cập nhật theo các cái các cái lộ trình về mặt uh, schedule những cái job uh, và tất cả những dữ liệu đó được tổ chức một cách hợp nhất xung quanh một chân dung khách hàng hợp nhất giúp cho cái việc là đưa ra nhanh các cái báo cáo về cái sự hài lòng uh, và cái cái gọi là những cái chỉ số đấy nó được linh ngược lại toàn bộ cái hành trình của cái hàng đấy để đem đến sự hài lòng đấy để từ đó chúng ta suy luận ra là đâu là những cái hành trình tốt, hành trình xấu và để đưa ra những cái next action và đo lường trở lại. Thì thì tất nữa chắc là chúng ta sẽ nói sâu hơn. Nhưng mà với ba cái việc đó thì hơn GDP đang đóng vai trò trực tiếp và có thể nói là một trong những công cụ đang phổ biến nhất hiện nay trong lĩnh vực MarTech để mà giúp cho thúc đẩy cái việc quản trị trải nghiệm khách hàng nó được simples trong một cái tổ chức. Cảm ơn anh Thạc Như vậy là trước đến giờ khi mà anh Dương tư vấn CX Uh, trải nghiệm khách hàng mà nếu mà không có ứng dụng nền tảng dữ liệu khách hàng không có cdp không có data platform thì mình có gặp một cái uh, một cái trở ngại gì không nếu có thêm cái nền tảng cdp thì nó sẽ giúp cái cái việc tăng trải nghiệm này nó như thế nào tức là nó nhanh hơn hay như thế nào uh, trước tiên thì uh, nói về uh, quản trị trải nghiệm khách hàng thì rất cần thông tin dữ liệu tức là data của khách hàng uh, tôi còn nhớ uh, uh, ông Steve Jobs ông nói này này tức là Uh, việc của khách hàng không phải nói cho chúng ta biết họ muốn gì ừ. có nghĩa là đấy là công việc của khách hàng mà thậm chí ở uh, ý ký ý là đây này tức là đôi khi thì khách hàng nói dối <laughs> đôi khi khách hàng không nói ra được cái thực sự họ mong muốn ừ. ý. nhưng mà data thì không nói dối yeah. data thì không nói dối cho nên là data rất là cần thiết vậy thì uh, khi mà làm trải nghiệm khách hàng kể cả không có công cụ gì cả thì các doanh nghiệp vẫn phải thu thập data và vẫn phải xếp nó theo cách mà có ý nghĩa để ra quyết định giống như cách quản trị trải nghiệm khách hàng. Yeah. Nhưng mà khi mà đi gọi là CDP ra đời thì họ nó gọi là data platform mà. Cho nên là cái họ có thật khả năng được thu thập các cái thông tin về dữ liệu về 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 đa kênh đúng không? Sau đấy thì mình hiểu về trải nghiệm khách hàng rồi mình sẽ xếp sắp nó theo cái mục tiêu của mình và cái data, cái CDP thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc quản trị trải nghiệm khách hàng. Bởi vì bản chất là một số CDP đã ra đời làm tốt cái công tác là gọi là quản, quản trị cái dữ liệu rồi. Dạ, đấy, bây giờ mình chỉ đặt bài toán cho là mình muốn quản trị trải nghiệm khách hàng như thế nào. Thì mình sẽ dùng cái CDP theo cách là mình thu thập data và sắp xếp data theo mục tiêu của mình và từ đấy cải tiến cái trải nghiệm khách hàng thì nó rất là thuận tiện và ở quy mô lớn. Nếu như không có cái công nghệ theo kiểu như CDP thì quản trị uh, trải nghiệm khách hàng ở quy mô lớn là rất là khó và cũng không thể cá nhân hóa được. Dạ. Yeah. Cái um, để thu thập data để uh, quản trị quản trị cái trải nghiệm khách hàng thì câu hỏi của em là có những cái loại tức là ở cấp độ là người làm trải nghiệm khách hàng của anh Dương anh cần những loại data gì? Tức là vì trải nghiệm khách hàng nó nghe là nó liên quan tới cảm xúc, nghe nó liên quan tới những cái gì vô hình. Data là một cái thứ rất là lý tính, rất là khoa học. Thì khi anh anh Dương cần data thì mình có phân loại không hay là mình những cái loại data nào mà nó phản ánh được cái thứ mà mình sẽ sẽ tốt cho trải nghiệm khách hàng. Hay là có những loại data gì không không dùng đến hay không? Uh, data thì nó sẽ có những cái dữ liệu liên quan đến việc là phản ánh cái hành vi, cái thói quen cái uh, làm những thông tin làm lộ ra động lực của khách hàng, ừ. mục tiêu của khách hàng, những cái điều họ đang đau, những câu hỏi họ đang có, ừ. rồi là những uh, sở thích hay những kênh họ đang, đang 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 quen dùng. Đúng không? Và cái data quan trọng nữa mà chưa nhiều CDP làm được đấy là các cái thông tin về đánh giá của khách hàng về cái dịch vụ mà mình đang cung cấp cho họ, về cái sản phẩm mình đang cung cấp cho họ là giúp họ đạt được mục tiêu hay chưa nó nhanh không, nó dễ không hay nó khó khăn, nó phức tạp mang lại cho tôi cảm nhận gì, cảm xúc gì thì cái đấy là cái nhiều cái CDP chưa làm được cái đó thì để mà quản trị trải nghiệm tốt ý, thì CDP cần thêm cái cái khả năng là, là lấy thông tin theo mục đích của mình ừ. để mà đo lường về cái uh, các cấp độ về quản trị trải nghiệm để mà từ đấy mình biết biết là à, cái yếu tố nào là yếu tố thực sự là quan trọng nhất với khách hàng và trên điểm chạm nào tức là mình phải biết được cái yếu tố quan trọng với khách hàng nhưng lại lại còn trên cái điểm chạm nào nữa cơ. Bởi vì nếu mình không biết được điều đấy thì mình cũng không thực hiện được một cái quy trình mà đúng với lại cái mong muốn của khách hàng. Ví dụ như đôi khi thì khách hàng cần anh phải là uh, cho tôi cái sự uh, nhanh chóng dễ dàng thì mình lại uh, níu kéo khách hàng theo kiểu như là thân thiện chú đáo ừ. hay là đôi khi khách hàng cần chú đáo thân thiện thì anh lại uh, lại cung cấp một cái gì đấy quá nhanh quá vội ừ. đúng không? tức là mình uh, mình mình không biết theo từng cái điểm chạm thì mình sẽ hành động theo cái cách là nó không đúng với lại cái cái nhu cầu khách hàng tại cái thời điểm mà họ đang muốn đây à, sau những lời vừa rồi thì người làm data có bình luận gì không khi mà ừ. anh Dương cũng vừa nhắc đến một vài cái điểm mà CDB chưa làm được dạ yeah. ở <laughs> um, uh, cái thực ra yeah. thì uh, cái đánh giá mà cái nhìn nhận của anh Dương là hoàn toàn ở uh, đang diễn ra trên thực tiễn ở uh, trong cái khái niệm về mặt concept của CDP và thực tế trên thị trường đang được cung cứng đến mức độ nào cho cái concept đấy. Như tôi cũng đã trình bày nhiều lần ở uh, chúng ta uh, bị ở uh, nghĩ rằng CDP được làm ra để phục vụ cho marketing. Điều đó tôi đã nhắc rất nhiều lần. Marketing là đang là có một nhóm những use case mà đang phổ biến và được phổ cập nhiều nhất bởi cái tiến hóa của các marketer nhanh bởi thúc đẩy sức ép của câu chuyện KPI marketing chứ không phải là marketing là đơn vị được là, là duy nhất để sử dụng CDP đấy là ý thứ nhất vậy hôm nay chúng ta nói đến cả trải nghiệm khách hàng thì cái ý mà vừa rồi nói về về data tôi sẽ thử đưa mấy ví dụ để mọi người có thể có cái mapping nói về mong muốn thì cái tần suất được một khách hàng ở họ xem bao nhiêu lần trên trang về cái sản phẩm đấy họ đã có bao giờ đưa cái sản phẩm đấy vào giỏ hàng hay không hay họ có like cái sản phẩm đấy vào cái gọi là wishlist hay không hoặc họ có bao giờ đánh từ khóa tìm tên cái sản phẩm đấy hay không thì tất cả những cái uh, chúng tôi gọi đấy là những cái signal những cái tín hiệu đó cdp đều capture chờ và tổ hợp nó lại để một cách nào đó trực diện phản ánh cái mức độ mà như anh dương có nói đó là sự quan tâm đó là sự mong muốn để mà từ đó mình nhậu, phân nhóm khách hàng và mình đưa ra những cái survey và cải tiến đấy là ý thứ nhất ý thứ hai tôi muốn nói cụ thể để mọi người hình dung nếu như mọi người có để ý trong số đầu tiên tôi có nói là uh, cdp thực ra có một vai trò rất quan trọng đó không phải chỉ là lưu trữ first party data của khách hàng có nghĩa là data chính chủ mà là nó là một cái nền tảng để giúp cho thúc đẩy zero party data khái niệm zero party data ở đây có nghĩa là những cái loại data mà mình hỏi khách hàng họ trả lời lại cho mình mình hỏi đưa lại là đấy cái đấy là chính là trải nghiệm khách hàng đó có mọi người không để ý thôi chứ thực ra trước giờ mọi người hay thấy có những vào website thỉnh thoảng có mấy cái pop up lên rồi có cái ngôi sao à, lại hỏi bạn vote từ một năm sao bạn hài lòng hay chưa trước đây những hoạt động đó nó được mang tính chất là khá rời rạc có nghĩa là ok tôi cũng có làm đo với cùng chỉ nhận ra được một cái chỉ số là 7.8 trên 10 điểm hay là bao nhiêu nhưng mà nó lại bị thiếu cái hành trình nó thiếu một cái phương pháp luận để nối đến một cái chương trình quản trị trải nghiệm của khách hàng. Đúng rồi, tức là nó có cái việc là đưa ra survey và vâng. thu kết quả này. nhưng nhưng nó lại silo với toàn bộ cái câu chuyện hành trình mà nãy anh Dương có nói. Thế cho nên là CDP thực tế bây giờ nó đang giải quyết cái bài toán là làm giàu cái chân dung khách hàng lên trên những cái dữ liệu mà mình hỏi khách hàng họ cung cấp cho mình. Ví dụ tôi có thể trong lĩnh vực về chuỗi bán lẻ, chúng tôi có làm ở uh, với cả bên uh, rất nhiều chuỗi. Uh, ví dụ khi họ trước đây họ hay làm là họ chỉ survey một khách hàng khi vào vừa mua xong, vừa thành công giao dịch xong thì họ gửi ra một cái uh, link survey thế là đã rất là tốt rồi nha, hỏi là có hài lòng với dịch vụ mua không. Thì thường nó hay vấn đề như này là tại cái thời điểm khi họ vừa mua hàng ấy thì đôi khi làm thì họ ok thì họ mới mua đúng không? Thì thường thì cái gọi là những cái gọi là uh, điểm mà có những cái discover mới ấy, là nó sẽ bị khó bộc lộ ra nên là thường hãy đạt được chỉ số khá là tốt ở cái điểm chạm đó thế nhưng mà có nhiều lần và chúng tôi cũng có được sự huấn luyện cũng như là trao đổi với cả anh dương trong lĩnh vực một số cái dự án chúng tôi cùng làm chung cho các chuỗi bán lẻ thì anh dương có chỉ ra rằng là thế thì bây giờ thực tế là nó là cả phải khảo sát trên cả hành trình thì cái việc ngay là bây giờ ví dụ như là làm sao có những cái nhóm tách riêng ra là chỉ mua hàng online trước đây thôi chỉ mua hàng offline trước đây thôi và có những nhóm đấy online nhưng lại mua hàng sau đó có phát sinh dịch vụ sau mua hàng như là có claim hay đổi trả hay là có gọi vào mắng chửi gì đấy thì nếu như chỉ nói những cái từ đơn giản đấy thôi mà order cái đó sang cho một bộ phận IT trong doanh nghiệp ấy là mất đến vài tuần đến cả tháng để làm cái dữ liệu đấy nhiều khi còn không làm được thì chúng tôi khi mà có làm dự án với nhau thì có một vài khách hàng làm việc đó khi đang vận hành CDP chỉ trong có một ngày thôi là có thể xác mần ngay là hãy cho tôi tất cả những khách hàng có sát sinh đơn hàng trên online trong 3 tháng qua không có đơn hàng offline nào có số điện thoại này đã từng gọi vào tổng đài telecenter có chat vào facebook zalo có gửi email claim thì có nghĩa là đây là một lần nữa chúng tôi đã uh, uh, đưa thấy cho các quý vị một cái uh, gọi là cái gọi là cái khai thác về mặt quản trị trách nhiệm uh, quản trị trải nghiệm khách hàng ngay trên tệp data mà trước đây mọi người xác mần ra để quảng cáo marketing Đúng rồi. thì bây giờ lại cũng cái, cái công cụ đó lại lại khai thác cho quản trị trải nghiệm khách hàng. đấy là cái cái yếu tố thứ hai và và cái yếu tố quan rất là quan trọng ở đây tôi muốn bổ sung ấy đó là không chỉ là những cái việc như tôi nói là thay vì làm một tuần hai tuần ấy, mà nó chỉ làm trong vòng có một ngày là xong ấy mà là chắc là anh anh Dương sẽ bổ sung ý này có nghĩa là theo như, theo như đạt có hiểu là mình đạt cũng hay nói data là một thứ nó nói một cái nó hơi ấy là nó có một linh hồn của nó nó thể hiện cái linh hồn của cái doanh nghiệp đấy thì cái cái tinh thần đấy nó phải được liên tục thôi thúc và làm giàu chứ không phải là data là một chiều là ông là mọi người kép chờ rồi lưu trữ nó lại và ngày ngày đếm xem nó có bao nhiêu mà là phải làm cho cái data đó càng ngày nó càng giá trị lên có cái chủ đích hơn và đấy là chính là cái câu chuyện của là uh, một cái vòng lập khép kín liên tục xảy ra đối với quản trị trải nghiệm khách hàng không chỉ là marketing không mà, mà là chúng ta liên tục là sau khi mà có một cái survey được gửi về thì nó phải là có một cái campaign tiếp theo nếu trong trường hợp là bạn ấy hài lòng thì như thế này trường bạn ấy không hài lòng thì như thế này mà trường hợp không hài lòng là lập tức phải thông báo cho một action nào đó để mà có thể immediate take action cho cái việc là là fix cái vấn đề đấy thì đây thì đây là, thì đây là một cái ví dụ của cái việc là cái việc mà gọi là quản trị cái Johnny ở uh, mà automation Johnny orchestration Johnny ở trong cái tính năng bản chất của CDP ấy, nó sử dụng hoàn toàn là cần thiết cho cái câu chuyện quản trị trẻ khách hàng để tạo ra những cái vòng lập liên tục dạ, không biết anh Dương Dì có ý bổ một chút là... là cái 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 cái, khi mà mình uh, lấy dữ liệu về sau đấy mình có dữ liệu và nó giống như là việc uh, ban đầu các CB, CDP vâng. họ chỉ capture các cái thông tin mà khách hàng để lại ví dụ như là quốc khánh sẽ vào website này dùng như thế nào mua Chả, cái gì, làm gì trả cái gì đúng không vâng. đến cửa hàng làm gì gọi điện lên hotline làm gì tức là họ sẽ ghi lại thế nhưng mà ngoài cái dữ liệu đấy thì để mà quản trị tốt ấy thì tôi mới hiểu quốc khánh được ở cái mức mà đúng. quốc khánh đang hành động để để đúng tôi rồi. biết thôi đúng rồi. nhưng mà về cơ bản là biết là what và how nhưng mà không biết why ừ. thì để hiểu sâu hơn quốc khánh thì tôi sẽ phải tiếp cận để tôi hỏi tôi hỏi thì tôi nhận được các thông tin đấy và nó build nó làm giàu cái dữ liệu giống như anh đạt có chia sẻ đúng không làm giàu dữ liệu và khi mà tôi nhìn vào quốc khánh thì tôi hiểu hơn rất là nhiều tôi hiểu Quốc khánh làm gì mua cái gì mua như thế nào và tại sao anh ấy mua cái đấy ừ. và cái đấy nó làm cơ sở cho việc ra quyết định rất là dễ dàng bởi vì ngay cả những cái lần tiếp cận chủ động để hỏi ấy, thì nó cũng xếp theo hành trình khách hàng rồi ví dụ như anh ấy không không hài lòng ở, ở điểm chạm nào anh không hài lòng lúc gọi điện lên hay là anh không hài lòng ở cái lúc mà uh, lên website hay anh không hài lòng ở cái lúc mà ra cửa hàng hay là dịch vụ sau bán thì tôi biết chính xác là anh không hài lòng với cái gì và tại sao anh không hài lòng đấy thì nó sẽ làm giàu thêm cái dữ liệu theo cách đấy và đấy. và rõ ràng dữ liệu như anh đạt có nói là nó kể một câu chuyện chứ nó không hề khô cứng nó kể một câu chuyện Đúng về khách hàng rồi. chính à. Vậy thì cái người làm trải nghiệm khách hàng cũng đang góp phần tạo ra thêm dữ liệu chính xác. Khi Quán mà mình cứ quá trình liên tục có thể nói là dữ liệu quan trọng rất quan trọng. Yeah. Và trong lúc mình làm mình nhờ dữ liệu thì mình làm trải nghiệm nhưng trong lúc mình làm trải nghiệm thì lại tạo thêm dữ liệu mới nữa. Yeah. Yeah. đưa một ví dụ cho khánh thầy yeah. rất nhiều công ty gấp phải cái lỗi này là họ dùng những cái công cụ marketing automation họ gửi quá nhiều các thông điệp marketing uh, mang tính chất là push sale ừ. vào khách hàng. push sale có rất nhiều khách hàng thì họ lại có một cái tình huống là nhà có một cái bối cảnh nào đó mà ngày thứ bảy chủ nhật lại là cái ngày bận nhất của họ vì lý do là trông con nhỏ hay gì đấy. đấy. Thế trong khi đó khi mà không có một sự phân tích đủ sâu như là như là uh, anh Dương có nói đó là mình phải hỏi thêm để label thêm được cái chân dung của lại đó là khi mà có một cái chiến dịch uh, gửi ra liên tục cho tất cả mọi người như nhau push vào cái ngày mua hàng cuối tuần đấy thì thực ra đối với những cái khách hàng kia là thành annoy và họ 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 rất là bị phản cảm của việc đấy. Nhưng mà đối với CDP thì không thể nào nhận biết được việc đấy được. Cái, cái cái đấy nó quá là những cái thông tin nó 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 họ không để lại ở trên được các nền tảng tương tác của của sản phẩm mình. Thế khi kết hợp giữa quản trị trải nghiệm khách hàng có nghĩa là ở bạn CMO bạn ấy vẫn chạy campaign nhưng mà có một bạn CXO lại đang làm những cái gọi là những cái những cái survey có chủ đích trên những cái điểm chạm như thế và cuối cùng tìm ra rằng là à hóa ra là những cái khách hàng này là họ có một cái survey là hỏi là thế thường chúng tôi nếu muốn liên lạc với bạn ừ. thì ngày nào giờ nào trong tuần là phù hợp với bạn nhất. Okay. Họ tích là weekday giờ đi làm bình thường đấy là preference của bạn đấy ừ. vì bạn biết là cái đấy là đem lại lợi ích cho bạn ấy thì khi cái data đó nó được đưa về không phải chỉ là lưu trữ để làm việc làm đánh giá survey mà nó nó còn đem luôn nó làm giàu cái chân dung của ông khách hàng đó vào trong chính cái hệ thống CDP single view luôn và lúc đấy các campaign khi được gửi ra nó sẽ dựa vào cái tiêu chí ngày và giờ để nó tối ưu cái thời điểm gửi ra thông điệp và như vậy là trong một triệu khách hàng có 2.000 khách hàng sẽ được không phải là vào ngày chủ nhật thứ bảy nữa mà họ đã nhận vào vào ngày thứ sáu Đấy thì đây là một ví dụ rất cụ thể của cái việc là có những cái giá trị data vô cùng quý và quan trọng bạn không thể nào lấy được nhưng được, qua cái việc kết hợp giữa quản trị trải nghiệm khách hàng xoay quanh cái hành trình khách hàng, bạn có thể tối ưu không chỉ là trải nghiệm mà là nó là rất nhiều những cái value khác để để làm hiểu cái cái chân dung khách hàng mình. Đấy là một ví dụ. Người làm marketer nhưng có thêm người làm CXO một cái người làm trải nghiệm nữa thì à. sẽ giúp làm giàu thêm cái dữ liệu khách hàng đó. Dạ. thì đó là hai quá trình hỗ tương với nhau. người làm dữ liệu và người làm trải nghiệm dạ. sẽ luôn hỗ tương với nhau để bổ bồi đắp thêm. Đúng đúng không? Đúng không? Như lúc đấy anh Dương còn nói yeah. rất rõ là marketing ấy là một phương thức giao tiếp với khách hàng nó chỉ là một phần ừ. tác động đến cái kết quả cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng thôi. Ừ. vậy điều đó đương nhiên là cái việc mình kết nối giữa cái cái đích của chúng ta là một trải nghiệm khách hàng xuất sắc rồi. với cái một phần đang đóng vai trò là tương tác thì cái trải nghiệm đấy Nó vô cùng quan trọng. Xin hỏi thêm anh đạt là như vậy thì đúng đấy. Chúng ta nêu ra cái vấn đề ở đây là cho chủ doanh nghiệp hiểu rằng là để tạo ra được một cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc thì chúng ta phải làm hệ thống dữ liệu, chúng ta phải có quản lý dữ liệu rất là tốt, rất là hiệu quả. À, vậy thì nhưng mà không phải ai ứng dụng thu thập được dữ liệu, thu thập data rồi thì cũng là trải nghiệm khách hàng xuất sắc không phải ai cũng làm được như đó mặc dù biết là như vậy thì trong cái quá trình mà thu thập dữ liệu trong quá trong quá trình mà quản trị cái dữ liệu data của khách hàng đó từ cái đó và ra được cái sự thấu hiểu khách hàng để mang lại cho họ cái trải nghiệm xuất sắc hơn thì thường là họ họ, họ bị họ bị bỏ lỡ điều gì hoặc là thôi bỏ lỡ mà là thường họ sẽ gặp cái cái, cái vấn đề gì để mà từ cái dữ liệu đó mà ra được sự thấu hiểu khách hàng thì cái quá trình đó là không phải ai cũng làm tốt được nếu làm tốt được thì quá dễ rồi ok chỉ cần mua một cái cdp nền tảng là, là, cứ nói là tôi mua là tôi có trải nghiệm xuất sắc sao chưa chắc được tôi có data rồi nhưng chưa chắc tôi mang lại trải nghiệm xuất sắc thì cái phần gap ở giữa để mà đọc cái data đó để trở thành một cái thấu hiểu khách hàng đó thì thường là bị doanh nghiệp chủ doanh nghiệp sẽ bị gì ờ, cái này ở một câu hỏi rất là hay và nó cũng là một cái tôi nghĩ chắc là một cái câu hỏi uh, quan trọng nhất mà tôi nghĩ đó là như hôm trước cái tập ở trước chúng ta có nói về một cái yếu tố mà anh Long Pnj Cmo có nói đó là cộng đồng ý đó là cái câu chuyện mindset nó ảnh hưởng đến cái phần marketing nhá nhưng mà trong cái chỗ này chắc là câu hỏi này sẽ để anh Dương sẽ trả lời sơ hơn nhưng mà cái đánh giá cụ thể của tôi ở đây đó là doanh nghiệp bị thiếu đi một phương pháp đầy đủ các cái bước phải làm và họ thiếu đi một cái nhận thức cũng như là một cái văn hóa của một cái doanh nghiệp để 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 làm cái việc đấy có thể chắc là nhờ anh Dương sẽ có thể nói rõ hơn cái việc đấy mà vì khi mà tôi có tiếp cận về lĩnh vực về quản trị trải nghiệm khách hàng ấy thì lúc đấy tôi nhìn mọi thứ nó khá là một cách là là cụ thể hóa trên 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 các cái 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 data point nhưng mà khi tôi có được uh, những sự uh, tương tác cùng với cả anh Dương trong một số dự án và được qua những cái khóa học uh, training về tránh những khách hàng từ xem partner ấy thì tôi mới nhìn nhận ra hóa ra là cái phần quan trọng nhất như tôi hay nói với mọi người lần trước ấy là CDP nó như là tạo ra những data là những cái nốt nhạc mà không phải là cứ có quyển nốt nhạc và cây đàn là bạn trở thành một ca sĩ piano. Thế <laughs> thì mà tôi hôm đấy tôi có đưa một lời khuyên là bạn phải có một thầy dạy đánh đàn đầu tiên đã. Hãy đánh những nốt nhạc đầu tiên cho nó đúng đã thì mới thể thành thiên tài được. Chứ không nói chuyện những đặc biệt và bẩm sinh thì không nói nhưng mà nhưng mà nó là như vậy thì câu chuyện quản trị trải nghiệm khách hàng cái ghép ở đây rất lớn đó là bị thiếu đi một cái phương pháp luận và một cái một cái mindset để dẫn dắt đến một cái một cái văn hóa thì có thể là À, đấy là cái quan điểm của tôi à, về cái, yeah. về cái việc kép mà nó bị không đạt được đó là ở chỗ đấy và không hiểu là anh Dương anh có nghĩ sao không nhìn gì cái 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 so sánh đấy rất là hay Vì là tức là nếu như mà CDP là cái đàn ấy Dạ vâng thì mà không biết chơi đàn thì mua về chắc chỉ làm củi thôi đúng không? <laughs> à, thì cái nhà cái ghép mà để cho các doanh nghiệp mà có thể dùng CDP vẫn không thể tạo ra được cái trải nghiệm tốt thì là à, tức là phần lớn, hầu hết nhé, là những người dùng CDP hiện tại thực ra là họ có một cái công cụ để mà à, làm giàu dữ liệu rồi. Nhưng mà thực ra họ chưa hiểu bản chất của quản trị trải nghiệm khách hàng. Và phần lớn, không phải hết tất cả, thì đang dùng cái công cụ đấy với cách thức là mục tiêu quan trọng nhất là làm marketing và bán hàng. Và vì thế cho nên là họ sẽ tấn công khách hàng bằng các cái thông tin là voucher <laughs> giảm giá uh, khuyến mại tóm lại là để 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 tăng cái uh, uh, đơn hàng lên đúng không thế thì khi mà làm cái đấy cái đấy cũng không sao cả đấy đâu là một mục tiêu quan trọng đúng không nhưng mà khi làm cái đấy thì nó không có nghĩa là làm cho cái cái trải nghiệm khách hàng hài lòng lên nếu mà làm trải nghiệm khách hàng thì phải đặt câu hỏi như này này bây giờ mình không gửi voucher cho họ nữa mình không gửi giảm giá cho họ nữa, mình không gửi khuyến mại cho họ nữa. Thì họ có quay trở lại không? Ừ. Nếu câu trả lời là không thì có nghĩa là bạn chưa từng làm chảy với khách hàng. Còn nếu bạn, khách hàng quay trở lại và tự họ quay trở lại không vì bất cứ một cái thông tin giảm giá nào, không vì tích điểm, không vì vô voucher nào cả. Thì điều đấy có nghĩa là bạn mới đã làm chảy khách hàng rồi và vì họ thích bạn nên họ quay trở lại. Thế thì nếu mà mình đặt mục tiêu như thế thì mình sẽ thấy là à vậy thì mình cần phải tìm hiểu xem là họ uh, thích cái gì sản phẩm của mình họ sẽ trung thành với cái gì và vì cái gì họ sẽ giới thiệu mình với bạn bè chẳng hạn thì để cải tiến cái yếu tố đó đấy là cái 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 rất là quan trọng và vì thế cho nên là uh, tôi gọi là uh, thực ra thì ông uh, có dùng đến big data hay ai ấy, mà với cái tâm thế là uh, chỉ để và mục tiêu của mình thôi ấy, thì ông vẫn chưa hiểu khách hàng bởi tôi biết một công ty làm như vậy họ 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 có cái uh, dữ liệu của khách hàng đọc hàng hàng tháng hàng năm nhưng họ không cải thiện được cái sản phẩm không 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 làm được cái dịch vụ so bán tốt hơn bởi vì họ chỉ quan tâm đến cái việc bán hàng thôi đấy vậy thì nếu trong trường hợp mà họ quan tâm đến cái việc là cái yếu tố quan trọng để khách hàng trung thành ấy thì họ sẽ tiếp cận theo cách là à tôi cũng có thông tin khách hàng tôi phải lấy thêm thông tin khách hàng để tôi làm thế nào đấy để cho tạo ra lợi ích và cảm xúc cho họ để vì thế họ trung thành thì lúc đấy họ mới bắt đầu có những cái chương trình chủ động là tiếp cận và thấu hiểu khách hàng theo cái nghĩa là à, mình hiểu cảm xúc của họ, mình hiểu lợi ích của họ để mình thiết kế sản phẩm, thiết kế uh, chính sách, thiết kế chương trình quy trình phù hợp để mà tạo ra sự trung thành của họ và đến một ngày nào đấy thì họ tự quay trở lại không phải vì bất cứ một cái chương trình gì cả thì đấy đấy là cái phần uh, thứ hai của CDP có, làm, có thể làm được đúng không? Vậy thì bản thân cái CP nó giống cái đàn và nó có nhiều nốt nhạc rồi nhưng mà mục tiêu của ông nếu mà đi theo marketing thì ông chỉ khai thác những cái nốt đấy thôi. Ừ. Còn nếu mà mục tiêu của ông là trải nghiệm khách hàng thì ông sẽ khai thác theo cái những cái thông tin những cái nốt nhạc mà làm cho ông làm tốt trải nghiệm khách hàng lên. Ừ. Vậy là giống như CDP thực ra nó uh, thêm một vài tính năng. Dạ. Nó có ừ. thể ready để cho anh một cái công cụ trải nghiệm khách hàng nhưng tại vì người ta chưa hiểu là quản trị trải nghiệm khách hàng là cái gì cả nên người ta dùng ừ. toàn bộ cho nó để bán hàng và và và, ừ. và marketing. Dùng sai mục đích ông hàng chưa đầy đủ chưa đầy đủ chưa chưa đầy đủ chưa đầy đủ Thật ra Đó. thì nói chính xác là họ đang ưu tiên cái nhiệm vụ bán hàng nhiều hơn nhưng mà kể cả là ưu tiên nhiệm vụ bán hàng thì nó cũng tạo ra trải nghiệm tốt hơn trước đây rồi bởi vì là đúng ra thì ông còn offer đúng cái sản phẩm người ta cần à, đúng không à, để và, người ta mua và, và. <laughs> khách hàng thì uh, môn hình bạn trạng khách hàng là thượng đế uh, cái cái trải nghiệm của họ cũng khác nhau và cái mong muốn của họ cũng khác nhau có thể trải nghiệm với người này là tốt nhưng với người kia là chưa tốt thì ở đây câu hỏi là cái việc cá nhân hóa cái trải nghiệm đó, cái mà mình phục vụ cho họ đó nó sẽ tới một cái mức như thế nào và liệu cái việc cá nhân hóa nó nó có gây một cái áp lực hay một cái cái vấn đề cho doanh nghiệp hay không hay là có một cái quy trình chuẩn về trải nghiệm khách hàng hay không hay là buộc mình phải cá nhân hóa hết mức có thể theo từng từng khách hàng mà thì thì ở đây anh Dương xin chia sẻ thêm một chút về cái chỗ này để xem là cái mức độ mà mình 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 làm tạo ra cái trải nghiệm đó cá nhân hóa tới mức nào và liệu cái cá nhân hóa nó nó có 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 gây à, áp lực áp lực gì cho cho Thật ra thì mình cố gắng hay là nó đều làm buộc phải làm à, mình cố gắng để là gọi là giống như là mình không thể làm và hài lòng tất cả mọi người đúng không yeah. nhưng mà nó cũng chẳng hại gì khi mình cố cố nhưng mà hiểu một thực tế rằng là đấy là một cái mục tiêu thôi đúng không thế còn cái việc mà áp lực với lại cái việc cá nhân hóa thực ra là cái này câu hỏi đặt ra đầu tiên phải là Uh, tóm lại là ví dụ như là quốc khánh với lại với lại tôi mà làm doanh nghiệp thì mình có được lựa chọn hay không thì câu trả lời là mình hầu như không được lựa chọn là anh không được lựa chọn là có được cá nhân hóa hay không cá nhân hóa cho nên áp lực để áp lực phía được quyết định từ phía khách hàng họ yêu cầu các doanh nghiệp phải cá nhân hóa thế còn trong trong trường hợp mà doanh nghiệp nào mà cảm thấy là mình có có vẻ như khách hàng tức là mình cảm thấy là quá áp lực cái là mà cái khả năng là quá nhân hóa nó quá khó hay mà mình bị đòi hỏi của khách hàng mà mình chưa đáp ứng được ấy thì thực ra là có thể là mình đang đi sau đối thủ của mình bởi vì khách hàng thực ra ấy, họ có kỳ vọng là họ có kỳ vọng ở đâu đấy và họ mang đến đây họ yêu cầu mình và kỳ vọng đấy có được set up bởi thị trường bởi 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 đối thủ của mình chứ không phải là kỳ vọng đấy tự nhiên sinh ra đúng không vậy cho nên là đầu tiên phải nói là cá nhân hóa là bắt buộc. Yeah. Thế còn nó có khó hay không? Thực ra nó rất là khó nếu như mình không dùng sử dụng công nghệ và mình cũng không có một cái thông tin dữ liệu khách hàng đầy đủ và giàu để mà đảm bảo rằng là mình biết mục tiêu của những khách hàng của mình mình biết mong muốn hành vi của khách hàng của mình và mình có quá nhiều khách hàng nhưng mà công nghệ sẽ hỗ trợ điều đấy và nó sẽ không quá khó khi phải dùng công nghệ đúng. Cái okay, đấy trong lĩnh vực bán lẻ cũng hay xảy ra là mình gửi ra những cái đợt voucher ấy thì mình cứ chỉ đo là cuối cùng là số lượng voucher redeem có tăng lên hay không và doanh thu đang tăng lên thì vẫn nghĩ là tốt giống như câu chuyện à, anh dương có ví dụ thực ra là viễn thông cũng thuộc uh, dạng gần mô hình bán lẻ đấy. À, <laughs> đấy. nhìn một cái số gọi là tổng thể uh, nhưng chúng ta bị đi thiếu cái chữ customer ừ. và và như vậy là chúng ta là ok voucher tăng lên nhưng nó có đang redeem bởi những cái khách hàng mục tiêu và có chủ đích của mình hay không hóa ra là, là cuối cùng tăng lên redeem ấy là redeem bởi trên những đơn hàng của những khách hàng mới <laughs> và những khách hàng đấy thì cái ltv hay cái giá trị vòng đời khách hàng rất thấp ừ. nếu mà đo trên số unique vào trường thì đâu có ra ừ. đấy và 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 đấy là một cái ví dụ rất cụ thể gặp chiến miên lỗi ở trong lĩnh vực uh, giữa việc là chỉ nhìn được operational data ở một góc và uh, data marketing ở một góc khác và bây giờ lại còn thêm một lĩnh vực nữa là lĩnh vực data để thể hiện cảm xúc thì experience data chính xác uh, dữ liệu trải nghiệm uh, câu chuyện e commerce hay những trang online câu chuyện bao nhiêu người uh, vẫn cứ hỏi là tại sao uh, cái tỷ lệ chuyển đổi từ ad tu cạc sang đơn hàng nó lại thấp thế? ờ à, đúng đã nhưng chưa mua không <cười> <cười> đấy là một cái đây là có bao nhiêu doanh nghiệp tự tin trả lời được cái việc là thế thì lý do cảm xúc gì dẫn đến cái chuyện là đã ép vào giỏ hàng rồi mà mà lại không mua? Được, là, được nó có rất nhiều lý do ở đó và tôi cũng tôi có làm một lần với cả một hệ thống làm bán lẻ về lĩnh vực điện lạnh thì nó phát hiện ra rằng cái này là khi họ ép vào giỏ hàng ấy, Uh, thì nó có một cái yếu tố này là họ bắt đầu looking cho một cái nhóm là thế thì mua cái này thì sẽ có những chương trình gì giảm giá đang đi cùng với cái sản phẩm này bởi vì cái ngành đấy nó đang educate người ta rất nhiều là mua kiểu gì cũng có khuyến mại này hoặc khuyến mại kia. họ đang so sánh thì, so thì sánh. ngoài so sánh giá <laughs> nha họ khi, khi mình nhìn tư duy hành trình khách hàng ấy, <laughs> ấy và đặc thù ấy thì đến cái đoạn ngoài so sánh giá là trước khi họ nhìn là cái tủ lạnh này rẻ hơn cái tủ lạnh kia họ ép vào giỏ hàng rồi. Ad rồi nhưng lại cái tư duy thêm là họ bảo à thường bao giờ tủ nó sẽ có những cái chương trình khuyến mại đi theo nữa và lúc ở chúc ếch thì trong cái giỏ hàng thì đâu có cái thông tin gì về cái việc giảm giá thêm gì cho cái cái chương trình này đâu hoặc là delivery free hay gì đấy thì khi mà chúng tôi khai thác ra chúng tôi phát hiện ra à thứ lý do thứ nhất là họ quan tâm đến những chương trình có thể đi kèm hoặc voucher đi kèm cho cái sản phẩm họ đang mua ếch đấy là ý thứ nhất ý thứ hai là họ quan tâm đến vấn đề mua trả góp của cái nhóm sản phẩm đấy thì chính sách nó như thế nào đấy thì khi chúng tôi làm khảo sát khách hàng chúng tôi có những cái biết cái điểm chạm một điểm chạm quan trọng chúng tôi đưa ra những cái survey có chủ đích ừ. thì khi đấy chúng tôi mới đưa ra hai cái đơn giản thôi là nếu như khách hàng đưa vào giỏ hàng và không mua hàng quay trở ra thì chúng tôi có một cái pop up ở dưới góc trang lên là là uh, uh, với sản phẩm bạn vừa mua trong giỏ hàng ừ. thì đang có chương trình khuyến mại này chạy theo bạn có muốn áp dụng hay không click vào đây bay vào và khi bay vào thì dựa trên cái sản phẩm mà có chương trình đang gọi là hỗ trợ mua trả góp Chúng tôi để luôn cái link ở dưới cái nút uh, thông tin ở bên trong là thanh toán đơn hàng Để mà họ có thể ngay lập tức họ hỏi Và trong cái đấy chúng tôi còn làm luôn một cái trigger là nếu cần sự tư vấn thì ấn vào đây Là chat với khách hàng để nó khỏi drop Đó, Bởi vì thực ra nó cũng chia sẻ thẳng thắn là khi chúng ta làm quản trị trải nghiệm cảm xúc Chúng ta hiểu ra hóa ra kể cả viết rất nhiều những cái thứ mình tưởng là đơn giản Nhưng khách hàng học đọc có hiểu đâu họ cũng không hiểu là ô thế thì cuối cùng tôi có được là thật sự là trả góp hay không và trả góp thì tôi phải làm cái gì thế cho nên là cái việc bổ sung thêm một cái nút mà gọi là ấn vào đây để tư vấn luôn nó cũng rất là quan trọng Đấy, đấy thì tôi cũng chia sẻ đây là là khi chúng tôi đã làm với những cái cây rất là cụ thể thì hóa ra những cái điểm chạm nó rất là đơn giản như là cái nút ép tu cạc mà ai cũng có nhưng mọi người nghĩ là à cái này là cái tính năng chỉ cần là đưa được cái hàng qua giỏ hàng là thanh toán là nhưng ok rồi điểm chạm đó là lại có thể đo cảm xúc được rồi chính đúng không? xác chính xác và chúng ta ngoài cái việc có bao nhiêu người ép tu cạc thì chúng ta còn phải nghĩ là cái cảm xúc ép tu cạc đấy nó đang dẫn đến cái kết quả đấy nó có vướng vớt mắc gì hay không để mà chúng ta cải tiến cái cảm xúc đấy vì thì hoàn toàn với những điểm chạm đó chúng ta hoàn toàn có thể tăng thêm cái trải Chắc nghiệm, chắn. tăng Con... thêm cái thứ để đo lường trải khánh nghiệm. Khánh cái hình dung bây giờ cái tỷ lệ chuyển đổi của gọi là click uh, gọi là conversion rate của một khách hàng thương mại điện tử nó chỉ rơi bán lẻ chỉ rơi vào khoảng 1 đến 5%. Như vậy là chúng ta có một bỏ ra rất nhiều tiền để kéo 100 khách hàng vào website mà mới có chuyển đổi được một ông khách hàng. Và có giỏi lắm thì được năm ông là 95 người kia người ta phải có lý do gì chứ Bởi vì rõ ràng người ta rời khỏi mình Người ta lại vẫn mua hàng cơ mà ừ. <laughs> Có phải là những người này không có nhu cầu mua hàng đâu Vậy chúng ta đang thiếu cái gì đó Trong cái hành trình đi ra quyết định của của một khách hàng đấy Phải, phải tìm cách để đo Đo trải nghiệm à, Xin được quay trở lại lúc nãy anh Dương nói ý rất hay Đó là cái dữ liệu trải nghiệm và dữ liệu vận hành Giả sử mà cái Cái việc thu thập dữ liệu trải nghiệm Nó bị hạn chế Mình không có quá nhiều cái dữ liệu trải nghiệm Thì mình có gặp khó khăn gì trong việc uh, tạo ra cái trải nghiệm khách hàng hay không? Tức là ở đây nếu giả sử cái phần dữ liệu trải nghiệm mà nó bị hạn chế thì sao? Nó có phải là cái thứ rào cản cho chủ doanh nghiệp hay không? Thà mà có nhiều dữ liệu trải nghiệm mà không nhìn vào dữ liệu vận hành vẫn còn tốt hơn là không có dữ liệu trải nghiệm mà chỉ nhìn vào dữ liệu vận hành. Và chỉ nhìn vào dữ liệu vận hành thì đấy như như mình nói ấy, là chỉ biết uh, biết cái what and cái how thôi. không biết why thì cái khả năng tạo ra trải nghiệm một cách vượt trội nó không có, nó rất khó. Thế còn cái 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 trải nghiệm mà cái dữ liệu trải nghiệm thì nó có thể được thực hiện được nhiều cách và trong một trong cách đấy là uh, chúng tôi thực hiện các cái uh, giải pháp đo lường và giống mà anh đạt có nói ấy, ở bên ngoài đấy là mình phải liên tục là ongoing measurement tức là phải đo lường liên tục giúp cho mình engage khách hàng và hiểu được khách hàng uh, càng nhiều càng tốt về các cái thông tin trải nghiệm Ừ. nó nó giống như là như này ờ, nếu mà data ấy, mà không có câu chuyện thì nó chỉ là data thôi yeah. Đat, câu chuyện tức là bối cảnh của khách hàng nhé yeah. đúng không bây giờ mà cái 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 công ty kia mà nhìn vào cái thuê cái cái khách hàng của mình mất đi ấy. Wow. họ nhìn họ thấy tăng giảm họ thấy thậm chí họ có hàng trăm trăm nghìn khách hàng như vậy nhưng họ không lý giải được thực sự rõ ràng Ừ. họ chỉ làm một cái việc là ok tôi sẽ tặng voucher sẽ uh, làm cái gì đấy để họ quay trở lại nhưng tỷ lệ quay trở lại rất là ít bởi vì người ta đã thất vọng với anh rồi đấy. chứ họ không biết là tại sao lại người ta lại rời đi cả nhưng mà chỉ khi người ta biết là lý do tại sao ấy, thì có thể là người ta sẽ không để cho cái trải nghiệm đấy xảy ra với khách hàng tiếp theo nữa ừ. và cái việc kia nó không xảy ra hay nói khác là quản trị trải nghiệm nó làm theo cách là uh, chủ động làm đúng trước tạo ra giá trị trước biết cảm xúc của khách hàng làm được trước, yeah. thay vì là uh, hành xử theo kiểu như là uh, đi sửa lỗi yeah. đi vuốt đuôi Để có bị phản ứng lại đó. hiệu hậu quả rồi mới làm tại vì lý do tôi tôi hỏi là giả sử lúc nãy cái cô đó cô không có than phiền trên mạng tức là mình không có thu thập được cái dữ liệu trải nghiệm đó cái dữ liệu mà người ta than phiền đó thì trường hợp cổ chỉ lẳng lặng cũng không than phiền gì hết của chuyển thôi à. thì mình thiếu những cái dữ liệu mình về trải nghiệm à, <laughs> à, mình vẫn không thiếu đúng mình cũng không thiếu tôi lòng à, mình có thể dựa vào dữ liệu dữ liệu vận hành dữ liệu vận hành nhưng mà có cả dữ liệu trải nghiệm bởi vì có rất nhiều khách hàng như vậy thì tôi sẽ tiếp cận tôi hỏi khi mà em nhìn a à, đúng rồi em nhìn vào dữ liệu vận hành em thấy là cô đấy đã giảm chi tiêu okay. và em sẽ tiếp cận cô đấy để em hỏi và uh, tâm sự với họ họ sẽ cho câu trả lời chưa cần đến là có phải than phiền chưa cần phải than phiền trên mạng trên mạng là chẳng qua cái trường hợp đấy cô bực mình cô than phiền thôi ừ, dạ. không cần phải than phiền trên mạng mình vẫn phải là chủ động lắng nghe ừ. đấy cho nên là ví dụ như là cái cdp của anh đạt làm được việc nữa tức là lắng nghe rồi mang về thu thập ừ. phân tích thành báo cáo ừ. chuyển trong nội bộ liên quan đến cái mảng nào thì ơ lớt mảng đó ừ. đúng không ừ. trải nghiệm này liên quan đến cái bộ phận nào cái điểm chạm nào thì ơ lớt cho điểm chạm đó sau đấy là tự tạo nên một cái gọi là cái, cái cái cái, tình huống để quản lý luôn trên cái phần mềm CDP đó là perfect đúng không vừa làm tốt marketing bán hàng vừa làm trải nghiệm tốt lúc nãy anh Dương có nói là nhiều doanh nghiệp cũng bị nhầm giữa CX và CS tức là trải nghiệm khách hàng và dịch vụ khách hàng cái customer service là cái từ hết sức phổ biến phổ biến còn hơn CX nữa. tức là đụng tới cái gì là cũng customer service tức là dịch vụ khách hàng vậy thì theo anh Dương thì để từ CS từ dịch vụ khách hàng mà lên tới CX, tức là tạm gọi là cho những doanh chủ doanh nghiệp đang xem chương trình này mà họ từ trước đến giờ chưa để ý đến cái chuyện là trải nghiệm khách hàng mà chỉ mới có dịch vụ khách hàng thôi, chỉ mới có CS customer service thôi. Vậy thì đâu là những bước để họ bắt đầu chuyển từ CS lên CX? À, đây là hai cái mindset rất là khác nhau đấy. Yeah. Ví dụ cái cái chị mà mua xài phone, à, xác, đấy, yeah. cái chị đó bây giờ doanh nghiệp mà biết thì doanh nghiệp đầu tiên là à, đi xoa dịu chị là... chị ơi chị quay lại với em đi hoặc là là chị CS. xin lỗi chị gỡ cái facebook xuống đây Đó là, là cs và là họ làm nghiệp. xong họ coi như không đến trường hợp mà họ cản trở anh Khánh anh Khánh cũng bực mình thì họ lại đến họ xoa dịu anh Khánh và họ nghĩ là à, cs thì là phụ thuộc mấy cô chăm sóc khách hàng làm thế là tốt rồi xoa dịu được anh Khánh là, rồi là chăm sóc khách hàng đúng không đấy là, 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 là chăm sóc là khách customer khách hàng. service đúng không đúng rồi ok thế còn trải nghiệm khách hàng là sẽ phải trả lời tại sao cái người khách hàng kia lại như vậy xong rồi okay. nhìn vào hệ thống của mình xem là điều gì đã dẫn đến việc đó ừ. do người này bị áp lực KPI hay là do văn hóa của mình chi phối người ta cứ chặn khách hàng lại để 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 mà giữ hay là do người này muốn KPI của mình là để phải giữ được khách hàng thì mới có lương không bị phạt đúng không tức là nó thuộc về quản trị hay thuộc về mindset hay thuộc về văn hóa hay thuộc về quy trình cách làm mà dẫn đến cái việc cô kia bị năm lần bảy lượt chặn lại và sau đấy họ sẽ giải quyết bài toán là thay đổi cái chính sách đấy để nó nó tạo ra từ bên trong ấy ừ. thay đổi bên trong okay. và tất cả những khách hàng sau đấy sẽ không bị chịu cái trải nghiệm đấy nữa okay. thì đấy gọi là quản trị trải nghiệm khách hàng tức là quản trị trải nghiệm khách hàng thiên về việc là um, gọi là chủ động tạo ra những cái trải nghiệm phù hợp với kỳ vọng khách hàng trên từng điểm chạm để làm đúng ngay từ đầu ừ. còn dịch vụ khách hàng thì thiên về phản ứng lại những điều khách hàng đòi hỏi hoặc complain. đấy. Thế thì uh, uh, nếu mà mình uh, mình mình chủ động mình làm đúng ngay từ đầu thì có có sai không? vẫn sai. Nhưng mà sau đấy thì mình mới 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 đến cái bộ phận mà phải làm xử lý kia thì nó giảm rất là nhiều. Và mỗi lần mình sửa thì cái lỗi đấy sẽ bớt vĩnh viễn. Còn dịch vụ khách hàng có thể lỗi một lặp lại năm nay đến 10 năm sau vẫn nhìn thấy lỗi đấy. Đấy và thứ hai nữa là dịch vụ khách hàng thì thì được thực hiện bởi một phòng ban thôi còn trải nghiệm khách hàng là uh, nó nằm ở khâu nào thì khâu đấy phải tức là tất cả phải vào cuộc giống như mà nãy tôi nói là do KPI mình giao hay là do quy trình hay là do sản phẩm do văn hóa thì mình phải sửa chỗ đấy có nghĩa là tất cả phải vào cuộc đúng không? nhìn xem ra như anh dương nói vừa rồi thì CS customer service uh, dịch vụ khách hàng giống như là đi chữa bệnh chữa bệnh còn cái kia là phòng bệnh ngay từ đầu đúng ngay từ đầu đúng rồi. chứ không phải xảy ra rồi mới đi rồi nên có một câu rất là hay dịch vụ khách hàng là điều bạn phải làm khi mà trải nghiệm khách hàng không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mà trải nghiệm mà làm hoàn thành nhiệm vụ thì cái cái phần <laughs> dịch vụ nó đỡ lắm. Chỉ nghe khen, suốt ngày chỉ nghe khen. Bởi vì bao nhiêu chi phí cho dịch vụ hậu mãi hoàn toàn có thể được tiết giảm. từ chi phí chữa bệnh đấy Nếu phòng bệnh tốt, một cơ thể một cơ thể tốt, một cái, một cái nội trạng tốt của một doanh nghiệp, một thương hiệu mạnh. Rất là cảm ơn anh Dương và anh Đạt rất nhiều. Có lẽ là à, sau phần chia sẻ vừa rồi thì khán giả của chương trình đặc biệt là chủ doanh nghiệp cũng uh, hiểu thêm phần nào về uh, trải nghiệm khách hàng là khác uh, trải, dịch vụ khách hàng customer service như thế nào và như nhưng cũng có nói đó uh, dịch vụ khách hàng là thứ mà bạn sẽ phải làm rất nhiều khi mà trải nghiệm khách hàng bạn không hoàn thành nhiệm vụ <laughs> nghĩa là bây giờ chủ doanh nghiệp có lẽ là phải xem lại xem là bao nhiêu năm qua chúng ta đổ biết bao nhiêu chi phí cho customer service cho dịch vụ khách hàng nhưng liệu chúng ta đã để ý như thế nào đến trải nghiệm khách hàng hay chưa hay nó chỉ là những cái lời tuyên bố hô hào khẩu hiệu bởi vì liên quan đến trải nghiệm khách hàng nó sẽ là cái phần cần cái sự đồng bộ của tất cả bộ phận trong doanh nghiệp chứ không chỉ riêng một bộ phận riêng lẻ nào và thật là tuyệt vời khi mà bây giờ với sự phổ biến của các công cụ về data ví dụ như là cdp và cái nền kinh tế gọi là kinh tế số uh, digital economy tức là chúng ta phát triển trên mạng xã hội trên internet thì cái việc mà chúng ta thu thập dữ liệu nó ngày càng nhiều tức là bây giờ khách hàng thể hiện rất rõ thì chúng ta thu thập dễ hơn hồi xưa hồi xưa mà không có mạng xã hội hay gì là nhiều khi không biết họ nghĩ gì nhưng bây giờ thì lại là có quá nhiều à, quá nhiều data vậy thì cái việc ở đây cái việc thu thập data nó không phải là vấn đề lớn nữa mà vấn đề ở đây là chúng ta lựa chọn xem cái tư duy về cái trải nghiệm khách hàng là như thế nào và có đề cao cái sự quan trọng của trải nghiệm khách hàng và có muốn cải thiện cái phần quản trị trải nghiệm khách hàng ra sao hay không thì với những công cụ về data thì hoàn toàn chúng ta có thể làm điều đó chỉ là vấn đề chúng ta lựa chọn thôi đôi khi lựa chọn nó còn quan trọng hơn sự nỗ lực cho nên là lựa chọn đúng tức là lựa chọn tập trung vào trải nghiệm khách hàng lựa chọn từ đây trở đi sẽ bắt đầu chăm lo đo lường nhiều hơn những cái điểm chạm và tìm câu trả lời cho câu hỏi why nhiều hơn là what and how để từ đó có thể mang lại cái hiệu quả về kinh doanh chứ không chỉ là làm data chỉ để marketing và bán hàng như cũ chứ là để bán hàng để boost sale thôi nhưng mà không biết tại đằng đằng sau cái đó là lý do tại sao mà khách hàng không thích mình hoặc là có những cái trải nghiệm trung thành hay là trải nghiệm muốn không trung thành với mình thì hiểu khách hàng ở một cái góc độ chủ động hơn chủ động hơn thì đó là mình nghĩ là những cái chia sẻ sẽ rất là bổ ích dành cho các chủ doanh nghiệp để chúng ta suy ngẫm thêm về trải nghiệm khách hàng một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình à, nếu ủng hộ chương trình thì rất mong mọi người có thể like hoặc là share video để lại bình luận để chúng tôi nhận được đóng góp ý kiến xin một lần nữa cảm ơn anh đạt và cảm ơn anh dương xin hẹn gặp lại mọi người trong những tập lần sau xin kính chào